mẹ nói có vợ bé lấy người Thái Lan gì đó. Nói thôi bây giờ đi đi luôn đi, có gia đình thì thôi quan tâm ở đây. Và đêm đó nó không chịu ngủ, nó đòi lấy cái dao khứa tay nó rồi nhỏ con của. Bảnh xin kính chào quý bà cô chú, quý anh chị, quý khán giả đang xem kênh. Thì hôm nay thì Bảnh tới thăm một hoàn cảnh mới cho quý anh chị. Thì hoàn cảnh đây thì gia đình cầu cứu, thì trong khi đó thì theo lời chia sẻ của gia đình thì người chị này đã qua đời ở tuổi 33, bỏ lại 3 đứa con. Và nghe nói là người chồng đã đi theo người vợ bé. Và khi được tin người vợ mất như thế này thì người chồng không có quay về để thăm. Thì nghe nói có một người cô em bé rất là nhỏ, mới sanh được có 10 ngày chú chị. Thì gia đình thì hiện tại đang gặp khó khăn, như là đến đây thăm và để mà xem hoàn cảnh của như thế nào. Xin mời tất cả các chú chị cùng vào bên trong để cùng chia sẻ với gia đình ạ. Dạ. Chào con. Dạ, dạ chào cô. Dạ, chào mấy con. Dạ. Nghe nói là gia đình của mình là người chị đã qua đời hết cô? Dạ, con tôi á. À, vậy là cô là mẹ của người chị đã mất ha? Dạ. Chị đã mất tên gì cô? Hả? Chị đã mất tên gì con của cô? Liêu Thị là... tên Vinh. Tên Vinh hả? Dạ. Dạ. Là chị nay năm bao nhiêu tuổi rồi? Con của cô á? Con à, 33 tuổi. 33 tuổi. Rồi bé nhỏ được mấy tháng rồi? Không chưa đó, 10 ngày à. Mới có 10 ngày thôi? Ừ, nó sinh đứa này 10 ngày xuống rồi. Rồi, bé gái bé trai cô? Con gái. Con gái. Ôi, khóc rồi kìa. Ừ, không khóc rồi. À, em chào chị mình hàng xóm này hả chị? Phải chị. Có, chị ruột á. Chị ngồi đi, mời chị ngồi luôn đi để mà chia sẻ với em coi. Rồi ba của bé này đâu chị? Ba nó đi bỏ nó rồi. Lâu chưa? Dạ đi rồi, lúc mẹ nó mang bầu được 4 tháng. À, giờ hiện tại anh đó là ở đâu chị? Ảnh ở, gì vậy? Chợ Tâm á. Đại Tâm á. À, mà đi làm việc ở đâu hay là ở Đại Tâm? Đi thành phố là đi làm rồi xong rồi ổng có cặp bồ cặp này có vợ bé rồi. Lan lúc đó mẹ nó cũng mang bầu được 4 tháng. Rồi hồi mẹ nó mang bầu được 4 tháng rồi ba nó nói là chị Tư ơi, em nhờ chị chăm sóc cho vợ con thì kiếm tiền để nuôi con, rồi đi nó mất tích luôn, nó không có lại luôn. Không lại luôn. Ừ, nói vậy á. Rồi lúc nào chị cũng chăm sóc mấy đứa bé, tại vì nó tội nghiệp cái cháu mình không bỏ được. À, theo lời chia sẻ là gia đình của mình là có đám tang như vậy đó, cầu cứu cần sự giúp đỡ đó thì em mới là tới đây. Dạ. Thì bây giờ thì em tới đây rồi, em chị chia sẻ như vậy đó, em có thể đăng lên mạng được không? Dạ được. Dạ rồi rồi chị cứ kể tiếp hen. Thôi lúc xưa là anh chồng của chị Vinh mà đã mất đó, là hai vợ chồng có mâu thuẫn đi làm ở chung với nhau ở đâu không? Dạ cũng không, thì thấy hai vợ chồng nó sống với nhau cũng được 3 đứa con. Dạ. Hai đứa trước thì đứa này 9 tuổi, đứa sau này 4 tuổi. À, đứa 9 tuổi là ở đây hả? Dạ. À, có đi học không các bé nè? Đang đi học. Dạ. Với ở bà ngoại. Rồi còn đứa kia 4 tuổi chưa có đi học tại không có tiền cho nó đi học, nay cũng vô mẫu giáo không chứ không có tiền. À. Này lo cho đứa lớn trước. Rồi sau này thì hai vợ chồng nó hồi đó nó bị bệnh là bẻ bần chân á, là nó đi mổ một lần rồi. Yeah. Làm mẹ của bé này nè. À. Rồi mổ là hết 10 mấy triệu. Yeah. Cũng đi mượn này kia đi ra người ta vậy, trong số người ta thấy tội nghiệp người ta cũng cho mượn. Yeah. Rồi xong rồi nó mổ thì bác sĩ nói là 50-50 đó, là nếu mà sinh em bé nữa sức nó sẽ là người mẹ mất. À. Rồi hai chồng nó thì kiếm chuyện này kia, ghen này kia, rồi nó sợ gia đình không được hạnh phúc. À, ý là chị nói là em hiểu rồi. Thì bác sĩ có dặn chị Vinh này là không nên sinh em bé nữa, sẽ gây thiệt hại đến tính mạng. Ừ. Nhưng mà trong khi đó thì chị Vinh thì thấy chồng ghen tuông gì đó, sợ
như là gần gũi với người vợ thì sợ người vợ sợ người chồng nói là không cho gần gũi thì anh chồng ghen, thì bắt buộc phải như là chấp nhận như vậy, mang bầu, mang bầu xong rồi sanh được bé này thì mất luôn. Tại vì hồi đó nó kêu là không sinh hay không cho nó thì nó sợ nó đi bỏ, rồi chích xúc cũng nó cũng đi bỏ. Trời ơi, hồi đó là kêu là sinh cho một em bé nữa rồi không đi bỏ, là hứa sẽ yêu thương chị Vinh này ha. Mà rút cuộc cây sinh xong đi bỏ, chưa sinh nó đi rồi phải không? Đúng rồi, 4 tháng đi rồi. À, mới bỏ 4 tháng rồi đi bỏ rồi. Dạ. Rồi như là mấy ngày nay này, trong ngày nay là anh nó có về đây không? Không, không có về. Hồi có gọi không? Hồi trước thì nó có gọi điện xin tiền về cho mua bảo hiểm này kia cho con sinh đẻ vậy đó. Dạ. Nó nói tự lo tự mình đi, tự là lo sinh kiếm tiền lo sinh đẻ mình đi. Ủa sao kỳ vậy, lúc trước thì ảnh kêu sinh mà. Thì đó là tại người ta trợ tay vậy đó, không biết. Tại vì hồi đó người ta chưa có bồ cái này kia, bây giờ thì người ta có, người ta sẽ quay lại vậy đó. Là hiện tại đó anh đó là có vợ rồi sao nữa hả? Có bé, vợ bé hả? Vợ, cũng xong với nhau rồi. À thiệt không, chị biết không? Tại vì đi cho ổ mấy cô mấy bác á, chở nhỏ đi theo mà, rồi mấy cô mấy bác thấy rồi lại mét học vậy đó, cho cháu biết thì chị hai với mấy cô mấy bác thì biết, ổng chở đi luôn mà, đi chỗ nhà trọ luôn mà, đi qua chơi mà. À chở cái người vợ sau nè hả? Rồi trong khi trong thời gian đó là chị Vinh đã mất nè, chị biết chưa, luôn không? Chưa, hồi đó băng băng bầu nhỏ này nè, chở nhỏ kia. À thì sau này nhỏ nó em của chị đó, dạ, đã biết mới nó buồn. Buồn luôn. Chứ sao giờ số phận nó vậy. Đúng rồi, chứ đang mang bầu 9 tháng 10 ngày như vậy. Nhưng mà người chồng lúc đầu thì đã hứa như là sinh cho thêm một đứa con nữa, mà trong khi đó biết bác sĩ đã dặn rồi là không được sinh nở nữa. Dạ. Nhưng mà bị như là sự ép buộc ha. Và chị đó mới là chấp nhận mang bầu để mà mang lại cái hạnh phúc cho người chồng và gia đình đó, chú anh chị. Nhưng mà trong khi đó thì chị mới mang bầu được có 4 tháng theo lời kể của gia đình. Thì anh chồng này đã có người vợ sao như là bỏ bê luôn đó chú anh chị. Nói chung là anh nó quen gì cũng chưa chắc là vợ đó, cũng như là bò thôi với chị ha. Mà chúng sống với nhau rồi người ta không lại. Là nhất quyết không lại luôn rồi, đám tang này là ảnh có biết không? Biết mà hồi đó mắc ở trong bệnh viện có gọi điện cho nó. Nó nói gì không được. Trời ơi, nói câu vậy hoàng luôn ha. Là về không được luôn rồi, bây giờ về được chưa, có hỏi ảnh không? Có gọi nhưng mà bây giờ nó người ta kêu là lại không được thì mình đâu không biết sao. Là hai vợ chồng anh chị này có làm giấy kết hôn với không? Không, tại vì gặp nhau thì ý muốn thôi, không có này kia. Rồi. Thì hai đứa nó đến với nhau, mình không có ép buộc, thì nó thương nhau. Dạ. Rồi chị với mẹ cũng đồng ý. Tại vì cha mẹ thì con thương đâu thì mình vậy thôi. Trời ơi. Vậy là trong thời gian là chở đi bệnh viện là mất ở trên bệnh viện hả chị? Dạ, mặc nó chảm á, chỗ chảm là nó nói chuyện được mấy câu ba câu rồi nó gửi chị đó nói gì chị? Nói là chị ơi, dùm nuôi con em, chăm sóc cho con em dùm, em chỉ nhờ được chị Tư thôi. Rồi bây giờ em không được nhờ gì, nếu mà chồng nó lại lấy con được cho nó bắt. À, nhất quyết không cho Không cho. Rồi cho kêu là chị dùm chăm sóc cho đứa con này nè với mấy đứa nhỏ nhỏ để nó đi học. Rồi nghe chị có hứa nói ơi, con em gắng sống đi, gắng cố gắng lên để chị lo cho không sao hết. Rồi đó khi đó là xe cấp cứu đi luôn viện là không có tiền nữa. Dạ. Trong đó là trong xóm rồi cho cháu cho mượn. Trời ơi. Cho được 800 ngàn là chợ chảm mà người ta lấy hết 100 rồi. Xe cấp cứu hết 450 nữa. Ừ. Rồi vô cái bệnh viện người ta kêu mua thuốc hết 200 nữa, còn có 50 ngàn trong túi à. Trời ơi. Khi đó chị cũng buồn. Suy nghĩ là mình không có tiền, mình nghèo quá, không có tiền giúp cho em mình. Trong khi đó mình cũng gai gứt trong đầu, chứ lại gì mình cũng có con nhiều. Dạ. Không khả năng cho em mình được như vậy. Dạ. Vậy trong khi đó chị cũng đi làm hải sản mà bây giờ thất nghiệp. Dạ. Không đi làm được. Dạ. Khi đó đi làm một ngày nghỉ đến từng lần. Dạ. Tiền đâu mà xứ sợ được. Khi chị có bao nhiêu chị chia cho em chút được như vậy đó. Người mẹ cũng lớn tuổi rồi, cha mẹ lớn tuổi rồi, không có đi đâu được. Bây giờ đang vậy rồi, đang người nuôi cha ba đứa nữa, người mình làm bác. Thì em mình vậy, mình cũng phải giúp cho em mình thôi. Dạ, mình đúng chia sẻ vậy. Với nhau vậy. Dạ. Rồi trong khi đó đi vô cấp cứu, rồi cái ông kia ông thấy tội nghiệp. Ông kêu là cháu ơi qua đây nè, để chú hỏi chút xíu. Trong khi đó
ổng hỏi là chị con có tiền không, thì chị trả lời nói là trong tôi con có 50,000 nha, hết tiền rồi. Ông nói trời ơi, vô cấp cứu mà có nhiêu đó sao ăn đủ, thì có cái tiền đâu mà lo cho em. Bây giờ không có tiền sợ, rồi chứ gọi điện gì cho ba đó, ba đi mượn đi nghiệp này kia, ba cũng cần xỉu luôn. Ông thấy nghe tin vậy ông cũng buồn, cái cháu mình mới được có 10 ngày à. Mà chính xác là chị đó là bệnh gì mà mất chị? À, người ta nói xuất huyết não. À, xuất huyết não. Tại vì bác sĩ kêu là vô hồi đó chụp CT là bác sĩ kêu là chị chuẩn bị tinh thần đi. Rồi trong khi đó là chị cũng xỉu rồi. Cái nói nếu mình xỉu rồi ai lo cho em mình? Mình cũng phải cố gắng lên. Dạ. Rồi đẩy em mình vô. Vô bắt đầu cái bác sĩ chia sẻ là khi đó là em chị bị xuất huyết não nặng lắm. Không chị khỏi. Nếu mà cho là để cho sở là nó kêu là 30 triệu. Chuẩn bị 30 triệu để chuyển đi bệnh viện gì á. À, chuyển viện lớn ha. Dạ. Nhưng mình không có tiền phải không? Nó, bác sĩ cũng nói là nếu mà đi cũng chị cũng không sống nữa, mà nhưng mà cho nhà mình đó, nó mắc cục mắc lòng vậy đó cho biết rồi vậy đó. Dạ. Trong khi đó chị buồn, chị không biết suy nghĩ sao, chị nói trời ơi. Nếu mà chị đi làm được thì có thể có em mình không có như vậy. Dạ. Rồi tuổi còn trẻ quá, chú anh chị mới có 33 tuổi thôi. Nhưng mà trong khi đó là ba đứa con nhỏ nữa. Ba bé, là bé thứ hai phải không? Dạ, thứ hai. À, chú chào con ha. Trời ơi, con nhớ mẹ không có? Nhớ. Có khóc không mẹ? Gì có khóc không? Có. Rồi con thương ba con không bây giờ nè, con ở với ba đi. Không được. Sao vậy? Con ghét ba nó hận ba nó ở với ông ngoại. Ba con có vợ bé ở kia rồi. Là con không đi với ba hả? Trời ơi, tôi nghiệp đó, cái chú anh chị bé mới có được 10 ngày tuổi thôi, có 10 ngày thôi chú anh chị. Rồi sau này thì mẹ của chị sao mà chăm sóc nổi, nhưng mẹ của chị cũng lớn tuổi như vậy nè. Thì em thì chị ở gần nhà, thì chị khi chị qua đi qua lại tại nhà đối diện với nhau. Dạ. Rồi như là dạ con cho hỏi cô chút xíu ha. Như là sữa với lại các thứ có chuẩn bị cho bé nhỏ này chưa cô? Chưa. Chưa có luôn hả? Sao vậy? Hồi nó mẹ nó đi bệnh viện, nó đi xin sữa người ta đó. Đi xin sữa người ta cho bé uống. Cho bé bú á. À, hiện tại bây giờ là cho bé bú sữa gì bà cô? Sữa lon đó. À, sữa lon hả? Người ta mua cho không á. Nè, sữa này nè, người ta hùng tiền với người ta mua cho đó. Người ta hùng tiền cho mua cho hả? Cái này là 280,000. Sữa GoPlot. GoPlot cộng chú chị. À, cảm ơn chị. Giờ từ đi sắp tới thì bé này có thể là dùng sữa ngoài luôn rồi đó. Bây giờ này không có sữa mẹ nữa. Không có sữa mẹ. Trời ơi, tội nghiệp quá ha. Mới có ba lớn mà mẹ đó mất rồi. Thôi bây giờ mẹ nó đi bệnh viện con xuống đây nè con. Xuống đây. Còn thằng trai nữa 4 tuổi đâu mất tiêu rồi. Con trai 4 tuổi nữa. Trai 4 tuổi nó đi tắm nữa rồi. Không mãi đã bị tắm nữa. Xuống đây nè. Chú có làm gì đâu, chú mở khẩu trang ra cho coi nè. Hôm qua giờ có khóc không con? Có đó, khóc có chờ mẹ đường mẹ nó đó. Hồi nghe tin là mẹ nó mất là nó ngồi chờ đường mẹ nó hoài, nó không chịu vô ngủ. Rồi cái vô nhà chị nói vô nhà bắt Tư ngủ. Rồi đêm đó nó không chịu ngủ, nó đòi lấy cái dao khứa tay nó. Rồi nhỏ con của chị nói là đừng có làm vậy, mày còn em đó. Nói còn nhỏ vậy biết đòi sao tự sao tử. Con đòi lấy dao khứa tay sao vậy? Con buồn quá hả? Có làm không? Có cắt không? Chưa hả? Trời ơi, đừng có làm đó con. Tự nhiên đòi bữa tính cắt bên nào? Tính tự xử bên nào? Mà con học theo ai mà con làm gì vậy? Con nhìn trên mạng cái gì? Con tự làm luôn. Con tự làm luôn. Cô chú anh chị xem mà tự suy nghĩ, thấy mẹ như là được tin làm người mẹ đã mất. Tự dưng là đòi lấy dao cắt cái mạch máu đây luôn chú anh chị. Nghe thấy ớn luôn á. Đúng không? Có đúng dạ, gì không? Dạ. Mà trong khi đó là ai la kịp chị? Nhỏ ai... Con của chị hả? Nó ngủ chung, tụi nhỏ nói đừng có làm vậy á. Trời ơi, con đừng có suy nghĩ vậy con. Thế không có làm gì nữa. Con còn trẻ, con gắng. Tại vì con còn hai đứa em nữa, đúng không? Cố gắng đi, con học lớp mấy rồi nè? Lớp 4. Con học lớp 4, con học giỏi không? Hả? Hơi khá. À, hơi khá, rồi khá là tốt rồi. Bây giờ chú tới đây nè, thì chú đến thăm gia đình của mình. Thì theo lời chia sẻ của bà ngoại với cô của con thì chú sẽ hỗ trợ cho con tiền, và sau này nếu mà được hỗ trợ của mình thêm nữa chú sẽ giúp cho con đi học luôn ha. Cố gắng.
Bây giờ tối ngủ bây giờ chị cố gắng như là kiềm chế, sợ bé bị stress á, bé bị xúc động như là như bị stress nặng quá rồi bé suy nghĩ tới cái vấn đề làm tầm bậy, cắt tay cắt chân rất là nguy hiểm. Tại con... thấy ba mẹ nó vậy, hồi đó ba nó gọi điện về. Rồi kêu ba nó gọi điện về, nó không chịu nói chuyện, nó ghét ba nó, tại nó hận ba nó. Rồi hồi đó là ba nó kêu vợ mà vợ sao này nè, bà bồ đó, phải không, nói chung là vợ hay bồ, không biết ngay chung với nhau rồi. Rồi hồi đó nói chuyện với nhỏ này, kêu bắt nhỏ này là kêu bả bằng mẹ đi. Rồi xong rồi nhỏ này nó chửi, nó nói bà đâu phải mẹ của tôi đâu mà tôi kêu. Nó nói ba, vậy. Ba con kêu, kêu không con kêu bà kia kêu chứ không phải bà nó. Cái người bồ sao của anh đó là bắt bé này kêu cô đó bằng chị đó bằng mẹ hả? À, người nhỏ không chịu. Thiệt luôn hả con? Cô đó nói sao, nói kể cho ông bà nghe coi. Kể đi con. Cô đó nói kêu cô ấy bằng mẹ đây, mẹ mày mất rồi. Con không chịu. Là mới đây hả chị? Mới đây á. Là cái chị đó nói là mẹ của bé này mất rồi, là nhận chị đó làm mẹ lại hả? Người con có chịu không? Không. Rồi sau này lỡ như là ở đây lỡ cô chú mấy cô dưới bà ngoại đều khó khăn á, ba con đi kêu đi qua bển ở có chịu không? Dạ con không đi đâu, ba con có vợ bé rồi, sợ không cho con đi học. Thấy thương của chú anh chị. Thì bây giờ theo em theo lời chia sẻ như vậy đó thì em chưa biết sự việc như thế nào nữa, em đến thăm á, trời ơi thấy ghét không, bé này của chú anh chị thấy ghét luôn á. Bây giờ cứ nằm thì uống sữa gì thôi chứ đâu có biết gì đâu hả chị ha. Dạ. Bây giờ nó đòi sữa cho nút sữa vô rồi nó uống hả? No là nó ngủ à. Bé gái nữa. Hồi đó mẹ nó đi vô cấp cứu á. Dạ. Thì ở nhà nó khóc, nó đòi sữa rồi mẹ nó đi rồi. Dạ. Rồi bắt đầu cái yên trong sớm rồi bà con á thấy dạ. Vậy á, người ta đi kiếm sữa, người ta đi xin á. Dạ. Rồi cho được nửa lon. Dạ. Bô quỳ đó, bô được bệnh nó ngủ. Dạ. Thì thấy cũng ngoan, mình cũng đỡ. Nó ngoan ha. Quần áo người ta cho không, nó không được mua cái mới nữa. Ta cho quần áo không hả? Dạ. Đâu có tiền đâu mà mua đồ cho con. Là người ta cho không đó. Trời ơi, thương quá. Mẹ nó cũng không có tiền mua đồ ăn nữa, rồi mang bầu nó không có được chích thuốc nữa nè. Mang bầu nó không có được chích thuốc nữa luôn. Không có tiền đâu, rồi không có tiền sức âm nữa. Không có tiền mua thuốc sắc uống nữa. Rồi đằng đó chị cũng khó khăn, chị đâu có được tiền xe âm. Rồi xong rồi bắt đầu cái ông ngoại đi làm hộ đó, rồi ông ngoại có tiền á, cho nó 200.000 nó đi xe âm, nó hàng xanh rồi đi xe âm, lại không có xe âm là người ta không xanh cho. Sợ chuyện vô bệnh viện á, nó xanh cũng lâu lắm. À, tới bữa nay là mới có 10 ngày thôi chị hả? Dạ. Bữa nay là 11 ngày rồi. À, bữa nay là 11 ngày. Dạ. Là đám tang của chị này là đêm thứ mấy rồi chị? À, đêm nay đêm thứ hai. Đêm thứ hai. Ngày mai là ra rồi. Ngày mai thứ ba mà sao ra? Tại người ta coi được cái ngày đó ra. À, ngày mai ra luôn hả? Dạ. Thôi em cảm ơn chị nha. Bây giờ ở đây có ai gành về chồng của chị này không? Có ai biết gành không? Ở đây người cũng biết chị tôi chứ. Dạ, con chào cô. Dạ. Dạ, con cho con hỏi là như là cô ở đây hàng xóm đây hả? Dạ, hàng xóm mà tôi hơi xa chút. Dạ, cô có biết gành về như là chồng của chị Vinh mất này không? Không. À. Nó cháu thiệt mà không biết. À, không biết luôn hả? Không biết. Ít cái lại. Được lại. Nhà xa hả? Nhà xa. Nhà dưới xóm chùa. Dạ. Dạ, không phải ở đây. Không có gì gành không? Dạ, thì hôm nay thì con nhận được lời kêu gọi của phía gia đình á. Dạ. Thì nói là gia đình có tang. Dạ. Rồi để lại bé gái mới sanh được có 10 ngày tuổi à. Dạ. Mới có 10 ngày chú chị. Thì để lại ba đứa con nữa, với lại chồng bỏ. Bỏ nữa. Mà có đúng là chồng chị này là có vợ bé không cô? Nghe nói có vợ bé. Dạ. Lấy người Thái Lan gì đó. Đâu, lấy vợ Thái Lan luôn hả? Với vợ gì? Gia Lai. Gia Lai, Gia Lai. Gia Lai mà cô nói Thái Lan hả? À, Gia Lai. Gia Lai. À, là gặp một người chị sau này là ở Gia Lai. Dạ, dạ. Rồi có qua đây lần nào chưa cô? Chưa, dạ. Chưa có qua đâu. Dạ. À, đâu dám vô hả chú? Ừ. À, chú là sao đây nữa? Cha. À, đây là ông ngoại của, là cha của chị Vinh đó hả? À, đúng rồi. Ồ. Vậy là chú hồi xưa giờ lúc trước giờ chú, con rể của chú có qua đây không? Hồi trước thì lúc mà được mấy đứa nhỏ này nó có cũng qua tới lui hoài. Dạ. Nhưng mà sau này thì nó đi luôn. Nghe đâu có gia đình khác rồi, nhưng mà
Hồi ngày qua nó có hỏi, hỏi là tôi có xin phép gì đây được không? Nói thôi bây giờ đi luôn đi, có gia đình thì hỏi quan tâm ở đây. Nói vậy cảm ơn, nói câu đó thôi à. Thôi, vậy nói sao với chú? Nói vậy là cảm ơn, nói câu vậy là thôi vậy đi. Xin lại được mà không cho lại cũng cảm ơn lại chú luôn hả? Vậy thì thôi bây giờ nói vậy cũng được. Sao giờ chú có như là mâu thuẫn gì không chứ? Không có dễ hả? Không có đó, tôi con nào cũng vậy à. Thương nó không hết nữa. Dạ. Nhưng mà cái điều nó làm sai thì tôi hơi buồn đấy. Đúng rồi, tôi buồn ha. Bây giờ ba tự nhiên ba đứa con như vậy rồi vợ mới sanh được có 10 ngày bệnh nhưng mà không có một chút tình cảm nào luôn á trời. Phải chi là mới chưa có con đi, này con tới ba đứa rồi. Con tới ba đứa rồi, con lớn nó học lớp 5 rồi. Dạ. Rồi nó đâu có tiếp xúc được cái gì đâu. Dạ. Rằng hai ba gắng nuôi không nữa. Dạ. Hiện tại là gia đình mình làm công việc gì chính chú? Có đó, hồi trước có làm ruộng nương, bây giờ có làm gì đâu. Dạ, già già cả không có làm gì được đâu. Dạ, rồi gia đình cho ai là lao động chính chú? Có một đứa mà hồi đó nó còn làm được, bây giờ nó cũng nghỉ làm ấy, nhưng mà nhỏ này nó hồi đó nó làm cũng làm. À là chị Vinh mất đây là cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình luôn hả sao chú? Thì nó cũng làm vô đây nuôi nhỏ này kia. À bây giờ chị đã mất rồi. Rồi sao mà ai nuôi nổi nữa trời, có ba đứa cháu, rồi chú nữa già cả nữa. Có làm gì được bây giờ. Rồi chú tính sao giờ nếu mà xong đám này chú? Thì cái nó cũng nhờ bên gia đình xung quanh với bà con người ta ủng hộ, người ta dùng tiếp nuôi vậy thôi chứ sao vậy. À đám tang này mình có thiếu thốn gì không chú? Thì thiếu là nó cũng thiếu rồi, mình đâu có gì đâu mà ấy. Chỉ là mượn tiền mượn kia dùng dòng đây. À là đám tang này mình mượn tiền của hàng xóm để mình làm đám tang cho chị Vinh ha. Dạ dạ. Kìa bé mà mắt rồi kìa. Mà mắt rồi kìa, mới có 10 ngày tuổi mà mắt rồi kìa. Ủa mình có chị em gọi. Rồi mình có dự tính gì không khi mà xong đám tang này hả chị? Thì bây giờ trong đám tang này mình thì cũng cố gắng nuôi cháu mình cho nó lớn. Thì nó tại vì lắm. Hồi đó bây giờ vậy nó hứa với mẹ nó rồi. Mình cố gắng mình kiếm tiền thì mình nuôi cháu mình. Bây giờ đó vậy không lẽ mình bỏ. Dạ, tại vì mình có hứa với mẹ của bé rồi ha. Dạ. Trước đi nó mất, trước khi nó mất nó cũng hứa mà kêu là mình hứa với nó. À bắt buộc hứa luôn hả? Tại vì nó sinh đẻ là một tay chị lo không á, sinh không có tiền sinh nữa. Rồi đó bắt buộc chị phải lo cho em mình, không lẽ mình bỏ em mình. Yeah. Mình thấy em vậy mình tội nghiệp. Yeah. Mình đàn bà với nhau mình sinh đẻ anh biết mà. Dạ. Đang nặng đẻ đau lắm á, chứ không phải là đâu. Đúng rồi, 9 tháng 10 ngày mới sinh được một bé. Hồi đó sinh nó cũng khó mà những gan sinh á, tại vì trong bệnh viện kêu là gan sinh ở đây đi không có tốn tiền mấy, nếu mà em không gan sinh á thì em đi thành Sóc Trăng á. Dạ. Bệnh viện Sóc Trăng là hơn 10 triệu đó. Rồi nó cũng lo nó buồn hay đó nó đang ở trong đó là không có tiền hả chị? Không có tiền, trong tôi được có 700 ngàn. Cũng có đồ này kia đông này kia. Dạ. Thử xét nghiệm máu này kia rồi không có gì bình thường. Dạ. Rồi hơn là nó không có bị bệnh gì trong người á. À, vậy là xuất huyết não thôi mà vậy á. Dạ. Lúc đầu mà chị ngồi đi, lúc đầu phát hiện bệnh đó chị Vinh như thế nào trước khi đi bệnh viện á chị? Hồi đó là nó nói chị em hơi nhức đầu 2-3 ngày 3-4 ngày rồi. Em nói hỏi chị hỏi là nó em ăn cái gì, có bị trúng gì không? Dạ. Nói em không, rồi em. Thế đó là sanh xong rồi phải không? Dạ sanh xong rồi, về nhà rồi, về nhà rồi. Có khi nào mình ăn trúng cái gì không chị? Không, không ăn gì, nó chỉ ăn thịt chứ rau luộc gì thôi vậy, cá kho gì thôi, không có cho nó ăn bị bả. Thì mình từng sinh đẻ mình biết mà. À dạ. Rồi xong rồi nói uống thuốc đàng hoàng nha, chứ đừng mà gán ăn cơm cho nhiều nhiều để có sức nuôi con mày á. Nói vậy. Dạ. Xong rồi nói ừ em biết mà. Thì bắt đầu mới nói em nhức đầu, mỏi cần cổ, rồi đau bụng. Rồi nó uống thuốc vô rồi chị nói là có ăn cái gì bị bả không? Nói không có đâu, không có ăn gì bị bả hết á. Không biết mà. Nó nói vậy đó, nó hôn con nó. À hôn con hả? Dạ. Nó hôn rồi nó nói gắn lớn lên đi rồi mà chị Tư á, bác Tư mày lớn tuổi á thì gắn làm đi kiếm tiền nha, nuôi bác Tư mày lại. À là chị Vinh là trước khi ấy là nó nói với đó. Con nó nói với bé này hả?
Dạ, nó nói con nói vậy á, rồi mình thấy nó nói vậy mình tội nghiệp. Nó mày đừng, không sao đâu, mày lo gia đình mày cho con mày đi, đừng có lo cho chị. Dạ. Chị tự biết chăm sóc cho bản thân mình mà, chị có chồng mà. Đó, chị nói vậy đó. À, em gửi chị là số tiền còn lại là 2 triệu, em gửi chị 2 triệu, giờ em đếm nha. Dạ. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 triệu. Đó, đó là 1 triệu chị cất riêng ha, đừng có để chung. 1, 100 nè, 200 nè, 300 nè, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 triệu. Thì là số tiền này là 2 triệu đủ hả chị? Dạ. 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 Cảm ơn người, người giúp đỡ, có lòng giúp đỡ cho bé rồi, cảm ơn chị, xin cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ, chị không biết cái gì chia sẻ rồi chị sẽ nói chung là rất là cảm ơn rất là nhiều. Thì giúp đỡ cho bé này nó không có mẹ. Dạ. Rồi có tiền mua sữa cho nó, rất là cảm ơn nhiều, không có. Dạ. Gì cả được. Thì cô ơi, thì con cũng xin phép gia đình con về luôn ha. Hôm nay thì con đến đây thì cũng thay mặt với Mạnh Thường Quân cũng đến là chia buồn cho gia đình để mà đỡ lo phần nào. Thì mong rằng thì trong lên video này thì được sự yêu thương đến tất cả cộng đồng quý vị khán giả và quý Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Như là có lòng hảo tâm muốn gửi giúp đây thì liên hệ với Bảnh để Bảnh mà đến đây để mà trao số tiền này giúp cho bé nhỏ. Thì đa phần thì các bé nhỏ thì nào là tiền tã, tiền sữa rồi tiền đi học của hai bé lớn thì cũng rất là khó khăn đối với bà ngoại hiện tại. Bà ngoại thì không có đi làm được không ngoại? Không làm được đâu, bây giờ nuôi nhỏ. Yeah. Em bé này đâu có làm được đâu. Yeah. Gần 70 tuổi á. Gần 70 tuổi rồi con ơi. 70 tuổi rồi. Thì cũng tới sắp đến rồi nhưng mà mình không có may mắn, mẹ của bé không may mắn, buồn quá. Em bé này không biết làm nữa. Dạ sao cô nói đi, sao? Sao cô? Rồi nuôi cháu mà cháu đó em nuôi cháu này nó khó không biết làm sao nữa. Là ý là nhà cửa không coi nó dột hết rồi đó. Nhà cửa thì dột mà giờ dính thêm ba bé nhỏ nữa. Bây giờ còn mẹ nó mất, bây giờ đứa ba cháu với ông với tôi đó, năm đứa ba cháu đó. Ba cháu? Ba cháu với hai vợ chồng lớn tuổi. Hai vợ chồng á. Dạ. Thì được cũng được, nhưng là chị chị tên gì chị? Dạ. Chị tên gì ạ? Lin. Chị Lin hả? Dạ. Thì sau này cũng nhờ chị Lin để mà hỗ trợ cho cô đi. Dạ, thì cũng gần gần nhà phải giúp đỡ, không lẽ cháu mình vậy mình bỏ. Dạ đúng rồi, không lẽ bỏ cháu mình. Bây giờ cháu của chị rất là nhỏ luôn. Dạ. Nếu mà cháu của chị được lớn khoảng 4-5 tuổi thì mình còn đỡ, nó biết đi rồi biết ăn, như là muốn ăn gì nó đòi. Nhưng mà bé nhỏ này á, buổi đêm phải thức nè, nó đúng phải rồi. Chăm sóc tùm lum, rồi sau này cũng phải đi chích ngừa nữa. Dạ. Đó, phải đầy đủ nó các thứ luôn của chúng chị, tại vì bé mới có 11 ngày à. Nó dồn dập luôn rồi sau này, trời ơi không biết ra sao nữa. Thì bây giờ em cũng thay mặt với Mạnh Thường Quân trao cho mình là 2 triệu đồng. Dạ. Thì số tiền này mong rằng là đủ để mà mua sữa cho bé ha chị ha. Dạ, dạ, dạ. Dạ, khi nào đủ duyên thì em sẽ quay lại đây. Dạ. Để thăm gia đình của mình chứ cũng như là thăm ba bé nhỏ mà người. Dạ. Mẹ đã không may mắn đã mất trong ngày hôm qua đó. Dạ, con chào mấy cô mấy chú con về luôn ha. Dạ. Rồi thấy vui quá bà con. Dạ. Mình thấy khó khăn mà giúp đỡ nhau được vậy ha. Dạ, ô cưng. Dạ, ô cưng ha. Thấy chị sắc thịt cũng nhuyễn quá ha. Như là đám tang, như là chi phí là người nhà mình không có đủ điều kiện để mà làm hết chị ha. Dạ. Thiếu không? Thiếu không? Thiếu kinh phí hả cô? Dạ. Thiếu không? Thì ăn cho mấy đứa nhỏ nó mua sữa còn đỡ nữa. Sao chị? Chị thì nói tiếng Kinh hay nè, sao không nói? Cô giáo hả? Em chào chị. Cho người ta nói đi. Không. Theo chị thấy là đám tang này thiếu thốn dữ lắm hả? Dạ cũng thiếu, hơi thiếu thốn. Dạ. Chị là hàng xóm ở đây hay sao? Hàng xóm à. Hiện tại mình làm gì chị? Chị làm nhân viên của trường mẫu giáo. Nhân viên hay là cô giáo? Nhân viên. Nhân viên. Trong trường học á. Làm trong trường học mà cho hàng xóm thì cứ cô giáo gì đó. Thấy chị cũng duyên dáng làm cô giáo mà. Dạ. Chị cũng biết nấu ăn đó hả? Biết nấu ăn vậy rồi lại phụ vậy thôi, trong xóm là phụ nhau làm chứ mình không có kêu thợ. Thợ là người ta tính tiền. Còn đây mình có sức thì góp sức, ai có gì góp đó để cứ đem lại. Em hiểu rồi, cũng như là mình ở gần đây thì như là cũng khó khăn giống nhau. Nhưng mà mình bỏ công lại phụ được cái gì mình phụ ha, mình không có tiền thì phụ sức ha.
Có người còn có cà phê thì đem lại rủ nhau uống vậy đó. Làm cà phê uống. Đem cà phê từ nhà lại nhau đây. Uống. Trời ơi thương cứ quá. Vậy. Vì vậy đánh tan này cũng như là nghèo lắm à. Nghèo mà cảnh ở có ai lại không? Có ai lại giếng đánh tan không? Nhiều cũng đông bà con đông. Hàng xóm đây người ta thấy tội nghiệp mấy ba đứa nhỏ. Ta cứ lại cũng đông mà thấy thương hết chị, tại vì mẹ còn ra đi quá trẻ mà để lại con đứa con nhỏ nữa đột cũng là ngột quá. Đột ngột quá không có chị đỡ được. Phải chị bé bé mới sanh nó được lớn lớn xíu lớn đỡ. Chút. Rồi tới ngày mà mất rồi nghe vậy không có sữa pha cho cháu. Người ta ở bên kia lại mấy đứa bạn gì đồ ta kêu dùm đi mua sữa, mua gì mua ban đêm luôn á. Dạ. Chạy đi mua phải sợ không có sữa pha cho nhỏ. Phải đi mua. Nhưng mà theo kinh nghiệm của em á, nếu mà bé nhỏ mới sanh ra mình uống sữa nào á thì mình uống một loại đó thôi. Tại vì uống nhiều loại sợ đường ruột không quen á. Cái đầu á là người ta cho à. Rồi tới chừng mà mình lấy cái hộp đó đi á thì đi tới Sóc Trăng mới mua được. Còn mình đây ra tới đây á thì không có cái loại sữa đó. À tiệm nhỏ không bán. Rồi thấy có người ta nói là sữa đó uống được rồi nói nó cũng mới uống đây à. Thôi kệ mua đại. Dạ. Yeah. Rồi sau này cứ ai có sữa gì đó ta mua lại ta cho. Chị cho em hỏi xíu đi, như là chị ở đây chị có biết mặt ba của bé nhỏ không? Biết. Biết là đẹp trai không? Thì người dân tộc mà biết sẵn này. Là sao? Từ trung bình. Vậy em có người dân tộc em nói nè. Nói đẹp trai thì không đẹp trai đâu, tại biết sẵn rồi. À. Rồi nói là... Mà sao có vợ nhiều vậy? Mỗi người có một con mắt nhìn khác nhau. À, chị thì nhìn em thấy đẹp trai rồi... Giống vợ nó nhìn nó thì thấy nó đẹp trai, còn chị nhìn nó thì thấy không đẹp trai. À là chị nhìn anh đó là không có đẹp trai phải không? Nhưng mà nhìn em sao? Thì thấy đẹp trai. À cảm ơn chị ha. Đi đám tang mà nói chuyện riêng luôn. À cảm ơn chị nhiều, chị này xinh đẹp mà vừa tốt bụng lắm chú chị. À cảm ơn chị ha. Sau này có gì ta gom tiền lại rồi mua rồi phụ đó. À cũng như là hàng xóm góp một người một ít chú chị. Một người một chút vậy đó, người nào có nhiều thì góp nhiều, người nào ít thì góp ít vậy đó. Người nào không có thì tiếp làm vậy thôi. À như sức. Bỏ công ra. Dạ. Trời ơi, chị ở gần đây không? Trước nhà. Trước nhà hả? Dạ. Có bà con gì không? Cũng bà con không mà ở trong xóm này. À bà con trong xóm hả? Dạ, bà con trong xóm này nè. À. Trong xóm này toàn là bà con không á. Thấy thương quá, tại vì hôm nay thì gia đình kêu em tới đây đó thì thấy thương quá bé nhỏ này. Thì bây giờ thì chị hàng xóm này chị cũng có kinh nghiệm có gia đình chưa? Dạ có rồi. À sau này có gì đó, hỗ trợ giúp dạ. Cô đi, thấy cô lớn tuổi mà bé nhỏ 70 tuổi mà chăm bé nhỏ này hơi cực à. Thì cũng giúp vậy thôi chứ biết sao giờ. Dạ chị dạ. Khó đó chị ơi kệ đi, mình làm dạ. Phước đi ha. Dạ. Mình làm phước được phước rồi hiện tại. Thì bây giờ thì con cũng về mấy cô ơi. Dạ. À, chúc cô mấy cô nhiều sức khỏe nha. Dạ thì nếu mà hữu duyên thì con sẽ quay lại đây thăm mấy cô nữa cũng như là chị đẹp gái này luôn ha. Dạ thì kính thưa tất cả các chú chị với khán giả và quý Mạnh Thường Quân, thì bây giờ Mạnh xin được khép video tại đây. Xin chân thành cảm ơn chị Mạnh Thường Quân ở Bạc Liêu rất là nhiều đã yêu thương quan cảnh dù là gửi đến Mạnh giúp đỡ cho gia đình 2 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều và hẹn gặp lại tất cả các chú chị những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.